Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu lục lạc chú gấu như thế này ha. Đây là xung quanh của phần lục lạc nè. Thì để làm được mẫu lục lạc này, ở đây mình sử dụng là len mill cotton cuộn 125g ha. Sợi len dài tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Để móc phần thân của gấu thì mình dùng kim hai đầu. Dùng đầu số 4 ha. Đầu kim cho sợi 2mm á, hoặc là nếu các bạn không có mẫu kim này thì cũng có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len, thì đầu kim của mình nó sẽ xấp xỉ gần bằng sợi len là được ha, cho mũi móc của mình nó được kín hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, kim khâu len, các cái hạt nút mình dùng để làm mắt. Dụng cụ không thể thiếu đó là lục lạc ha. Một mẫu lục lạc như thế này các bạn có thể thay thế bằng lục lạc gỗ cũng được, và một ít gòn nhồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách móc. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích có cái độ dài bằng một nửa so với vòng lục lạc, hoặc là hơn một nửa đều được ha. Đây, ta sẽ móc hơn một nửa ha. Mình móc lên 35 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi đã có được 35 mũi móc xích rồi, lúc này cái chiều dài của cái sợi dây xích á, nó đã bằng hơn một nửa so với cái vòng lục lạc rồi. Từ đây móc lên một mũi móc xích, móc cho mình vào chân móc thứ 35 một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Đây, mình được một hàng mũi móc đơn như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc mình sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì lưu ý cho mình các cái mũi móc cuối cùng khi móc, các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một hàng móc mũi đơn nè. Để móc tiếp hàng móc thứ hai, lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai mình có 35 chân móc, các bạn cũng móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Và tương tự ha, móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì hàng móc này mình cũng có 35 mũi móc đơn ha. Mình sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi hàng móc mình sẽ có 35 mũi móc đơn. Móc cho mình cho đến khi cái độ rộng của cái sợi dây xích này nè, nó có thể bao trùm được cái phần thân của lục lạc là được. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng được 9 hàng móc mũi móc đơn đều nhau nè. Và cái độ rộng này nó đã bo lại và ôm sát vào cái phần thân lục lạc rồi, thì kết thúc móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len dài nha. Để mình dùng cái đoạn len này mình khâu vào trong phần thân của lục lạc. Ta sẽ xỏ kim khâu len vào nè. Ta
sẽ dùng kim đâm từ cái chân móc mà mình kết thúc qua cái chân móc đầu tiên ở đầu bên này nè, nó sẽ thẳng hàng với nhau, sau đó vuốt sợi len thật mạnh vào ha. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp của cái phần thân bên này và chân kế bên của cái mép còn lại, hai chân móc song song ha, và mình sẽ tiến hành kéo len, vuốt thật mạnh vào nè. Như vậy là mình đã khâu được hoàn tất cái phần này vào ha. Các bạn cứ khâu tương tự cho mình cho đến hết, cứ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau. Kéo len nè, vuốt thật mạnh vào cho hai cái mép này nó sát vào nhau ha. Sau đó mình sẽ khâu tương tự cho đến hết cái phần thân này luôn. Đâm kim vào hai chân móc song song với nhau, sau đó kéo sợi len nè. Sau khi đã khâu được hoàn tất thì cái sợi len thừa này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở đây để mình giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Các bạn có thể đâm kim vào thân chân móc cũng được, hoặc là có thể đâm kim vào bên trong của cái phần lục lạc á. Sau đó cắt len ha, thì mình đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc rồi nè, ta có được một phần thân lục lạc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần đầu của gấu. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Đối với phần đầu của gấu mình móc xoắn ốc nên các bạn sẽ sử dụng cho mình một màu len khác, mình sẽ xỏ qua cái vòng tròn này để mình đánh dấu được điểm kết thúc của mỗi vòng ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau, nắm cho mình sợi len ngắn màu vàng, gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Ta móc xoắn ốc nên mình sẽ không kết mũi ha, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len màu xanh từ dưới lên trên nè. Đây sẽ là cái điểm kết thúc hàng móc đầu tiên và bắt đầu hàng móc thứ hai ha. Để móc hàng móc thứ hai, di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc thứ nhất, móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn ha. Đây, đây là chân đầu tiên nè, móc vào hai mũi móc đơn. Thì cái mũi mà mình đánh dấu ở đây nè, nó sẽ nằm chính giữa của đường móc mà mình kết thúc vòng 1 và bắt đầu vòng 2 ha. Vòng 2 có 6 chân móc, thì các bạn sẽ móc lần lượt cho mình vào 6 chân, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên có rồi ha, chân thứ 2 móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ 3 cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư tương tự, móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ sáu, chân móc cuối cùng, móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình kết thúc được vòng móc thứ hai. Để kết thúc vòng móc này và bắt đầu vòng móc tiếp theo, di chuyển sợi len cho mình xuống phía dưới. Vòng móc thứ hai móc theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên ta sẽ móc một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Đây là chân đầu tiên ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được một cụm móc như thế này ha. Một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này
móc cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Ta sẽ móc xen kẽ nè, một mũi móc đơn vào chân kế bên, sau đó chân kế tiếp là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc. Và tiếp tục một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình kết thúc được vòng móc thứ ba ha. Ở vòng móc thứ ba này mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. Cụm thứ nhất nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Ta tăng được 6 mũi móc cho cái vòng móc thứ ba này. Để tiếp tục vòng móc thứ tư, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu nè. Vòng móc thứ tư móc theo công thức như sau. Phía dưới mình có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân, thì phía trên các bạn sẽ móc cho mình hai mũi mỗi chân. Có được hai mũi mỗi chân rồi ha, thì chân kế tiếp sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc thứ tư mình sẽ có được cụm như thế này. Hai mũi móc đơn mỗi chân và hai mũi móc đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình cũng có được 6 cụm móc như thế này ha. Hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Và chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có cụm thứ hai. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì vòng móc thứ tư này của mình cũng có được 6 cụm móc ha. 6 cụm móc như thế này nè. Cụm móc thứ nhất nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Mình cũng tăng được 6 mũi móc cho vòng móc thứ tư ha. Tiếp tục vòng móc kế tiếp, đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu nè. Ở hàng móc này ta sẽ tăng một mũi móc đơn ở mỗi chân móc. Các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở vòng thứ ba mình có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Vòng móc tiếp theo là hai mũi mỗi chân, xen kẽ hai mũi cùng chân. Thì vòng móc này mình sẽ tăng cái số mũi móc mỗi chân đây nè. Phía dưới này mình có hai mũi thì hàng này mình sẽ có ba mũi mỗi chân ha. Có được ba mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Ba mũi mỗi chân xen kẽ là hai mũi cùng chân. Thì móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc nữa và ta cứ tăng theo cái mũi móc mỗi chân đó, móc cho đến khi vòng tròn này nó vừa với phần thân là được. Đây, mình cứ tăng nè, ở phía dưới này hai mũi móc đơn mỗi chân thì phía trên là ba mũi mỗi chân, sau đó là bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân và năm mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Cứ tăng dần như thế này cho đến khi ta đạt được cái vòng tròn này bằng với cái kích thước vòng đầu là được. Ở đây mình đã tăng lên được nhiều vòng móc nè và mình sẽ dừng lại ở cụm móc 5 mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân ha. Ta có được tổng cộng là 7 hàng móc.
Lúc này cái vòng tròn này nó đã có vừa cái độ rộng cho cái phần đầu của gấu rồi, thì mình sẽ không tăng mũi cho các vòng móc tiếp theo nữa. Mà bây giờ mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Đưa sợi len lên phía trên đánh dấu nè. Thì không tăng mũi nữa, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và mình sẽ không cần phải để ý đến hàng phía trên nữa ha. Ta cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Những bạn nào tăng sai thì các bạn sẽ tăng cho mình lên 6 mũi đơn mỗi chân, xen là 2 mũi đơn cùng chân ha. Ở đây mình không tăng mũi nữa cho nên các bạn cứ móc đều. Như vậy là mình có được một hàng móc không tăng mũi nè và đều nhau ha. Các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự như vậy, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi kết thúc hàng thì cứ đưa cho mình sợi len lên xuống để đánh dấu điểm đầu tiên và kết thúc của mỗi vòng nha. Ta sẽ có được tổng cộng là 7 vòng móc không tăng mũi. Ở phía trên mình có 7 vòng móc tăng mũi thì hàng móc không tăng mũi nó sẽ bằng số hàng móc tăng mũi ha. Phía trên này mình có 7 hàng nè, 7 hàng tăng mũi. Thì các bạn sẽ móc cho mình xoắn ốc hàng không tăng mũi cho đến khi ta được 7 hàng móc là được. Những bạn nào mà tăng sai nhiều hơn thì các bạn cứ dựa vào cái vòng tăng bên trên để mình tăng ở cái hàng phía dưới ha. Sau khi đã móc được tổng cộng 7 hàng móc đều nhau không tăng mũi. Phía trên mình có 7 hàng tăng nè, phía dưới 7 hàng không tăng ha. Thì kích thước này nó sẽ bằng nhau và nó giúp cho phần đầu của mình nó có cái độ sâu rồi. Thì từ hàng móc này mình sẽ tiến hành giảm mũi ha. Để giảm mũi cho cái phần đầu nó bo lại thì dựa vào cho mình hàng móc mình tăng mũi cuối cùng của phần thân trên. Mình có cộng 5 mũi móc mỗi chân xen 2 mũi móc cùng chân. 1 2 3 4 5. 5 mũi mỗi chân nè, xen 2 mũi cùng chân ha. Thì các bạn sẽ dựa vào cho mình 5 mũi móc mỗi chân này. Đưa sợi len ra phía sau. Móc cho mình 5 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. 1 2 3 4 và 5. Khi đã có được 5 mũi móc đơn mỗi chân bằng với số mũi móc đơn mỗi chân của cái hàng mình tăng cuối cùng á, thì cái chân thứ 6 và thứ 7 là cái chân mà mình tăng ở bên trên. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm ở chân thứ 6 và thứ 7 thành một chân ha. Thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân thứ 6 nè. Sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục giữ nguyên vị trí này, đâm kim vào chân thứ 7. Kéo len qua chân móc. Sau đó kéo len qua 3 chân trên kim ha. Như vậy là mình giảm được chân thứ 6 và thứ 7 thành một chân ở bên trên nè. Ta có cụm móc như thế này. 5 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi chụm chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này ha, móc cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. Mình sẽ có 5 mũi mỗi chân. Hai, ba, bốn và năm. Khi có được 5 mũi mỗi chân rồi, 2 mũi kế tiếp nó sẽ chụm lại thành một chân ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua 3 chân trên kim. Ta có được cụm thứ hai nè. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho đến hết vòng ha. 5 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi chụm chân. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo qua 3 chân trên kim và móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì mình sẽ có được 6 cụm móc tương tự như vậy ha. Và 6 cụm móc này nó cũng chạm được đến cái sợi dây mà mình kết thúc rồi nè. Mình có cụm thứ nhất nè.
Tiếp tục cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm. Ta cụm móc thứ sáu là cụm móc cuối cùng luôn nè. Mình cũng có được 6 cụm móc cho cái vòng giả mũi đầu tiên này. Để móc hàng móc giả mũi thứ hai, đưa sợi len lên phía trên đánh dấu. Hàng giả mũi thứ hai mình cũng làm tương tự giống như cái hàng mình tăng mũi phía trên á, tức là mình sẽ dựa vào số mũi móc đơn ở mỗi chân này nè. Ở phía trên thì mình tăng mũi, còn lúc này khi giả mũi các bạn sẽ giảm lại cho mình ha. Mình có 5 mũi rồi thì hàng tiếp theo mình sẽ có 4 mũi mỗi chân. 1 2 3 4. Khi đã có được 4 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp sẽ chụm lại thành một chân ha. Ta cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Ta sẽ có được cụm đầu tiên nè. 4 mũi mỗi chân xen kẽ là hai mũi chụm chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng nha. 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Có được 4 mũi rồi, hai chân kế tiếp chụm lại ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi đã móc đến cuối vòng thì vòng móc này mình cũng có được 6 cụm tương tự như vậy. 4 mũi mỗi chân và hai mũi chụm chân nè. Thì kết thúc cũng đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu ha. Từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi vòng móc thì mình đều giảm mũi. Ở đây mình có 4 mũi mỗi chân rồi nè, thì hàng tiếp theo sẽ là 3 mũi mỗi chân xen hai mũi chụm chân, tiếp theo nữa là hai mũi xen kẽ và tiếp nữa là một mũi xen kẽ hai mũi chụm chân ha. Và mũi xen kẽ của mình sẽ là hai mũi chụm chân như thế này nè. Móc thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi cái vòng tròn này nó đủ nhỏ để mình có thể nhồi gòn vào là được. Vòng bên trên là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi chụm chân nè, thì tiếp theo sẽ là 3 mũi mỗi chân ha. Sau đó là hai mũi chụm chân nè, 3 mũi rồi ha, thì tiếp tục là hai mũi chụm chân. Móc tương tự cho đến hết vòng và làm thêm nhiều vòng móc nữa ha, cho đến khi cái vòng tròn này nhỏ lại. Sau khi đã giảm thêm nhiều hàng móc, vòng tròn của mình đã nhỏ lại và vòng móc cuối cùng của mình sẽ kết thúc bằng một mũi móc đơn xen kẽ là hai mũi chụm chân nè. Khi có vòng tròn nhỏ rồi thì các bạn tiến hành nhồi gòn vào cho cái phần đầu của gấu nó được phồng và cứng cáp hơn. Thì kết thúc các bạn sẽ đâm kim vào chân bên cạnh, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một xích. Kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng kim khâu khâu vào trong lục lạc ha. Sợi len thừa lúc này không cần nữa thì các bạn tháo ra nè. Canh chỉnh lại mũi móc thì mình sẽ có một đầu của gấu như thế này. Ta sẽ sử dụng kim khâu ha. Xỏ cho mình len vào trong kim khâu, sau đó đưa đầu vào trong lục lạc nè. Thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái phần đầu nằm chính giữa của thân lục lạc bên dưới và đâm kim vào các chân móc của lục lạc, đồng thời đâm kim vào chân móc của phần đầu. Đây sẽ khâu như thế này ha. Các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết cái vòng đầu này, thì lúc này cái vòng đầu của mình nó sẽ được cứng cáp trên lục lạc ha. Cứ đâm kim vào chân của lục lạc và một chân của cái đầu, kéo len và khâu tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã khâu được hoàn tất phần đầu vào trong thân của lục lạc thì móc cho mình thêm một phần tai và mũi để mình trang trí cho thân gấu. Đối với hai họa tiết trang trí này thì nó cũng tương tự giống như cái phần thân đầu á,
Nhưng mà nó sẽ khác một chút là ở mỗi vòng móc mình sẽ kết thúc ở mỗi vòng ha, mình sẽ không móc xoắn ốc. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần mũi nè. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Phần thân đầu thì mình sẽ móc xoắn ốc, còn ở đây mình không móc xoắn ốc nên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời để mình kết thúc vòng đầu ha. Ta hoàn tất được vòng móc đầu tiên với 6 mũi móc đơn. Thì 6 mũi móc đơn này nó sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai móc lên một mũi móc xích. Ta có 6 chân móc ha. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đây, chân thứ nhất sẽ là chân mà ta vừa móc mũi dời vào đó ha, móc vào 2 mũi móc đơn. 1 2 Tiếp tục chân móc thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu là chân móc cuối cùng móc 2 mũi móc đơn. Khi kết thúc được vòng móc thứ hai, di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai ha. Vòng móc thứ ba móc lên một mũi móc xích, ta sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai sẽ móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình có được một cụm móc nè. Một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho đến hết vòng. Ta sẽ có một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và móc xen kẽ cho mình cho đến hết vòng ha. Mình sẽ có được 6 cụm liên tiếp. 2 mũi móc đơn nè. Sau khi đã kết thúc được vòng móc thứ ba, tiếp tục đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên một xích. Thì kết thúc ba vòng móc này mình sẽ tạo được một cái phần mũi cho đầu của gấu ha. Các bạn sẽ sử dụng kim và khâu cho mình một màu len tạo cái phần mũi bên trong thân của cái vòng tròn mà mình vừa tạo đây nè. Sau đó đến cố định cái vòng tròn này lên trên đầu của gấu thì mình sẽ có được một cái phần mũi như thế này. Xong phần mũi thì mình sẽ bắt đầu móc phần tai. Thì phần tai, độ rộng của phần tai nó cũng kết thúc ở ba hàng móc này. Thì từ ba hàng móc này các bạn sẽ móc thêm cho mình ba hàng móc không tăng mũi. Tức là mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Ta sẽ không tăng mũi nữa. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng và thêm cho mình hai hàng móc nữa. Tương tự giống như phần đầu thì phần tai mình có ba hàng móc tăng mũi nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình ba hàng móc không tăng mũi thì phần tai sẽ có 6 hàng móc ha. Hoàn tất phần tai thì khâu tai vào trong thân của đầu. Lưu ý khi khâu nhớ bo lại cho tai của mình nó có cái độ sâu vào trong. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu tai như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần quàng cổ bên dưới. Các bạn tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây sẽ gây nên cho mình 25 mũi móc xích. Thì 25 mũi móc này khi ta quấn vào trong thân cổ nó sẽ bằng với phần thân cổ ha. 1 2 3 4 5 Khi đã có được 25 mũi móc xích rồi, ta quấn cái sợi dây xích này quanh phần cổ của lục lạc.
thì hai đầu của nó sẽ chạm vào nhau nè và vừa khít với phần thân cổ rồi ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân thứ 25 móc vào đó một mũi móc đơn. Chân bên cạnh sẽ móc một mũi móc đơn. Và chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Cứ móc tương tự cho mình cho đến hết đầu dây. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, nhớ các cái mũi móc cuối cùng nè, giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc ha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Ta sẽ hoàn tất được một sợi dây như thế này. Từ đây móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai mình sẽ sử dụng mũi kép đôi để mình móc phần này ha. Chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi kép đôi. Thì mũi kép đôi ta lấy len 2 lần lên kim. Đâm kim vào chân đầu tiên nè. Kéo len. Trên kim của mình có 4 mũi ha. Lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim cho đến hết. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Và lần thứ ba, ta được một mũi kép đôi nè. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào đó 2 mũi kép đôi nữa. Mũi kép đôi thứ hai. Lần lượt kéo len qua hai chân trên kim. Mũi kép đôi thứ ba vào cùng một chân móc luôn ha. Như vậy là mình đã hoàn tất được 3 mũi kép đôi vào chân móc đầu tiên. Các chân móc còn lại các bạn sẽ làm tương tự cho mình ha. Mỗi chân mình sẽ có 3 mũi kép đôi vào mỗi chân móc. Chân kế bên móc 3 mũi kép đôi nè. Lần lượt kéo len qua hai chân trên kim. Ta có mũi kép đôi thứ nhất. Tiếp tục mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba vào cùng một chân móc. Mình cũng có được 3 mũi kép đôi cho chân móc thứ hai. Móc tương tự cho mình cho đến hết sợi dây ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, mỗi chân móc mình có 3 mũi kép đôi thì kết thúc móc cho mình lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Ta cũng cắt một đoạn len dài. Sau đó sử dụng kim khâu. Đưa cho mình cái vòng tròn này quấn quanh phần cổ của lục lạc. Sau đó mình sẽ dùng kim và khâu lại bằng các cái mũi tương ứng với nhau ha. Mũi đầu này nó sẽ tương ứng với mũi đầu của phần bên kia nè. Khâu lần lượt cho mình cho đến hết. Kéo căng sợi len cho cái mũi khâu của mình nó được khít lại nè. Và các bạn sẽ khâu tương tự cho đến cái mũi móc cuối cùng. Mặt trước trang trí cho mình thêm hai con mắt cho cái phần mặt gấu nè. Ở phần quàng cổ các bạn sẽ tiến hành bẻ cong lại. Nó sẽ tạo cái độ gợn sóng cho cái phần quàng cổ của gấu ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu lục lạc chú gấu như thế này. Các bạn có thể thay màu cho phần thân gấu của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công.